điểm danh qua top những mẫu máy bán chạy nhất trong cuối tháng 7. Đầu tiên là một bạn sinh viên đã chọn cho mình chiếc laptop Dell Latitude 7490, một trong những dòng có cấu hình mạnh mẽ và ngoại hình rất là chắc chắn, đặc biệt là mức giá nó vừa phải, dao động từ 8 triệu đến 10 triệu bạn có thể chọn một chiếc laptop này khá là ổn để làm việc cũng như là học tập. Tiếp theo, một cô giáo tiểu học dạy Anh ngữ đã chọn cho mình chiếc laptop Dell Latitude 5300. Chiếc laptop này có mức giá rất tốt, chỉ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng bạn có thể sở hữu một trong những chiếc laptop vừa, gọn, tầm 13 inch với cấu hình i5, rất cứng cáp. Tiếp theo, bạn này đã chọn cho mình chiếc laptop Asus Vivo Serie A. Đây có thể nói là một trong những mẫu laptop đặt cấu hình rất mạnh, 13500 chip H với RAM 16. Chúng ta an tâm rằng đây là một trong những mẫu có thể nói rằng khá hữu hiệu để làm việc. Và bề ngoài của chiếc laptop cũng trông rất bắt mắt, với số tiền vừa phải 15 đến 17 triệu thì bạn đã quyết định chọn chiếc laptop này cho công việc. Trước đây bạn cũng là từng là sinh viên đã chọn máy laptop cách đây 6 năm tại Laptop Study Shop, và lần này thì bạn chọn cho mình một chiếc phải nói rằng rất là chuẩn để đi làm lâu dài.